Hello, xin chào anh em đam mê chim cảnh. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến anh em biết loại chim vẹt lớp bớt. Việt Nam mình hay gọi là vẹt mẫu đơn. Em có mấy đôi nuôi đang đẻ và có mấy đôi cũng sắp đẻ. Hôm nay em sẽ giới thiệu anh em xem đi thăm tổ của mấy chim nè. Chim này hôm bữa đẻ trứng là ngày 12 tháng 9, bên này xem coi hữu nở chưa. 12 tháng 9, bữa nay là ngày mùng 2 là được 20 ngày rồi. Như thường thường là 20 mấy ngày nó mới nở. Ồ, đẻ 5 trứng luôn. Nó cũng sắp nở rồi đó. 2-3 hôm nữa là nở thôi. Thấy người lạ vô là nhảy trốn hết vỏ rồi. Chỗ này hơi tối á, nhìn không được rõ cho lắm. Gặp điện thoại cùi nữa. Anh em thông cảm nha. Nhớ dở mở nó bay luôn. Ủa này nó lắp trứng đi đâu rồi? Con này để được mới có một trứng rồi. Rồi cái ổ này chắc bị hỏng rồi. Mẹ nở nghe đẻ ngày 16 tháng 9. Chắc mấy con chuột nó tí nên nó dí quá hay sao á. Không đẻ nữa luôn. Để có một trứng là nó bỏ luôn rồi. Trứng nó vô gốc là nó bỏ rồi đó. Mình xin giới thiệu anh em vẹt lớp bớt này rất là thân thiện với mọi người, dễ chơi, đẹp. Mình nuôi chim con lên mình tập thả chơi được, thả phi lai được, nó rất là quấn chủ nha, rất khôn. Để em đi qua thăm thêm một ổ nữa xem sao. Rồi đây giờ qua thăm một ổ nữa. Để mở từ từ ông nó bay con mẹ luôn á. Con này con mẹ màu xanh. Con cái này màu xanh nè. Rồi. Được có 2 con à. Ổ này nó được 2 con. 5 trứng mà nở được có 2 con à. Trống màu vàng. Đó, trống màu vàng rất đẹp luôn. Vàng đầu đỏ. Loại này là không viền mắt. Nó đang giữ tổ giữ con cho của nó nữa. Không có chạy ra nè, đang có con này nó dạng hơn. Như ra con này có 2 màu, như một màu là giống chim bố, một màu giống chim mẹ thì phải. Này, lông đen đen đen, nhìn đen đen con lông hơi vàng vàng màu sáng, chắc giống mẹ rồi. Cỡ này cái 3-4 ngày nữa mình bắt ra mình đút sang cho nó dạng với người. Chứ để luôn trong tổ đó, mẹ nó nuôi lớn là nó nhát, nó không có quấn chủ, không có quấn người. Đó. Được cái ổ này. Ổ nữa đẻ co đẻ trứng là từ ngày 24/8. Giờ hơn 1 tháng rồi. Gần 2 tháng rồi. Mấy con được 2 con. Ở bên này em còn mấy ổ lớp bớt nữa. Hình như màu khác, màu trắng với màu xám. Nó cao quá em không có mở nắp ra coi được. Mẹ nó chui vô tổ mất rồi. Con này nó đẻ trứng hôm bữa nè, em có làm dấu nè. Giờ vô tổ rồi.
Đây được rồi, cái chắc là ở trong tổ nó ấp trứng rồi. Tổ này cao quá, em đứng không tới nữa, chui hết vô trong rồi. Đó nè. Đó nè. Có không nhu? Có. Ở bên cái này em còn hai chuồng nữa. Cái này em chưa biết nó đẻ hay chưa, chắc là ở trong tổ này chắc nó cũng đang đẻ rồi sao, nó không thấy nó chui ra luôn. Đó, đó. Anh em mới vừa chui ra em chui vô lại rồi. Đó, nhìn dễ thương không? Đó. Con này hồi nuôi chị con nuôi lên nè. Đó. Năm mấy rồi mà không đụng đến nó nhưng nó cũng quấn người lắm. Đụng nó chơi được luôn. Dòng lớp bớt này là có nhiều màu lắm nha anh em. Anh em thích con để liên hệ với mình. Cái bữa nó nở ra mình bán chia lại cho anh em chơi. Còn anh em nào thích luôn cặp lớn nên đem về nuôi đẻ thì mình bán luôn. Anh em chơi chim con thì mình bán chim con. Hôm nay chim đẻ mình bán luôn chim đẻ luôn. Nãy giờ mình quay là dòng lớp bớt nha. Ở đây mình còn nhiều dòng dòng khác lắm. Bây giờ mình quay video tiếp theo cho anh em xem sao. Cái giá chim sinh sản này á, thường là mình bán 2,5 triệu đến 3,5 triệu một đôi thì theo màu. Có loại màu xanh thường, xanh lá thường á, các bạn hay gọi là mẫu đơn thường á, có mấy trăm ngàn một cặp thôi, 600-700 ngàn một cặp thì nó rẻ, giống nó rẻ ta chơi nhiều. Còn như mấy giống này là em nhập bên Thái Lan vậy. Giá chim con của nó là tầm 700-800 đến 2 triệu một con. Anh em quan tâm thì cái alo gọi trực tiếp cho mình, số điện thoại em để bên dưới á, cái địa chỉ cũng ở bên dưới, alo cho mình. Cảm ơn anh em đã quan tâm. Anh em xem video nhớ like đăng ký kênh giúp mình để mình làm clip tiếp theo giới thiệu cho anh em xem nha. Cảm ơn nhiều.